quả na. À, quả na thì ở ngoài Bắc gọi là quả na, nhưng mà trong miền Nam thì sẽ gọi là mãng cầu nhé các bạn. À, khi mà nhắc đến cái trái mãng cầu này này, nó là một cái món tráng miệng và cung cấp cái lượng vitamin dồi dào cho cơ thể. Cái trái của nó và cả cái cây, cái lá của nó cũng có những cái công dụng rất là tuyệt vời khác nữa nha các bạn. Trước tiên thì kênh xin chia sẻ về tác dụng của trái mãng cầu nha các bạn. Một là nó sẽ cải thiện về chức năng tim, sự cân bằng giữa natri và kali trong cái trái na có đóng góp rất nhiều trong việc điều chỉnh mức huyết áp và nhịp tim. Hai là hàm lượng cái chất chống oxy hóa tự nhiên và vitamin C phong phú, có thể giúp ngăn ngừa các gốc tự do tấn công các chất béo và do đó sẽ ngăn chặn được các cholesterol của cơ thể trở thành có hại. Cái vitamin C còn giúp cơ thể tăng sức đề kháng, chống lại tác nhân gây bệnh. Tất cả những yếu tố này đều có tác động tích cực đến tim và cải thiện chức năng tim. Ba là nó sẽ giúp chúng ta giảm về táo bón. Một cái trái mãng cầu ngon và lành mạnh sẽ chứa khá là nhiều chất xơ. Và cái chất xơ này thì đã được chứng minh là cực kỳ có lợi cho việc tiêu hóa và bài tiết thức ăn trong cơ thể của chúng ta. Đồng và chất xơ của cái trái mãng cầu hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh, tăng cường chức năng hoạt động. Cái sự có mặt của chất xơ nó sẽ giúp bài tiết thức ăn nhanh hơn, ngăn ngừa chứng khó tiêu và giảm táo bón hiệu quả. Hàm lượng chất xơ cao trong cái loại trái cây này sẽ làm giảm cholesterol trong máu, nó ngăn chặn sự hấp thu cholesterol trong ruột, từ đó sẽ cản trở cái sự hình thành của các tế bào gây ung thư trong ruột kết và bảo vệ niêm mạc ruột, tránh phải tiếp xúc với những cái chất độc có hại cho cơ thể. 4 là cái trái mãng cầu này sẽ tốt cho não bộ. Trong cái loại trái cây này nó có khá nhiều cái lượng vitamin B6 nha các bạn. Cái loại vitamin này thì nó cực kỳ là có lợi cho hoạt động của não bộ vì nó kiểm soát mức độ hóa học thần kinh GABA. Cái mức độ hóa học thần kinh GABA có tác dụng loại bỏ sự căng thẳng, làm dịu thần kinh dễ bị kích thích và thậm chí là nó sẽ điều trị về mẫn cảm, trầm cảm. À, chính vì vậy nên muốn tốt cho não bộ thì chúng ta hãy thường xuyên là ăn cái trái mãng cầu này này. Ngoài ra thì vitamin B6 thậm chí còn được coi là để giảm bớt nguy cơ mắc bệnh Parkinson. Do đó, trái mãng cầu còn có thêm một cái tác dụng đó là phòng bệnh Parkinson nha. Thêm một cái tác dụng rất là tuyệt vời của cái trái mãng cầu đó chính là nó sẽ phòng bệnh ung thư. Các chất chống oxy hóa trong cái trái mãng cầu này được coi là một cái chất có thể giúp phòng chống các bệnh ung thư, sốt rét và những cái bệnh về run sán rất là hiệu quả nha. Tiếp theo là nó có tác dụng là tốt cho mắt. Mãng cầu là một cái nguồn cung cấp vitamin C, vitamin A, vitamin B2. Khi đi vào cơ thể thì nó sẽ giúp ngăn ngừa sự hình thành các gốc tự do dẫn đến các bệnh về mắt, giúp bạn có một đôi mắt sáng khỏe và khỏe mạnh nhiều hơn. Còn bây giờ thì kênh sẽ nói về cái tác dụng của cái lá của nó nha, cái lá mãng cầu đó các bạn. Không chỉ là cái trái nó ăn là rất là tốt cho sức khỏe như là kênh đã nêu trên, thì cái lá của mãng cầu này này, hay là cái người ở ngoài Bắc gọi là lá na đó các bạn, nó sẽ điều trị về bệnh sốt rét nữa các bạn. Các triệu chứng của sốt rét thường khá giống với cảm cúm hay là sốt xuất huyết. Tuy nhiên có 3 triệu chứng điển hình dễ nhận ra nhất là rét run này. Chúng ta sốt nóng và toát mồ hôi khá là nhiều. Khi cái cơn sốt rét không có dấu hiệu mà thuyên giảm này, chúng ta có thể giã nhỏ cái lá na này, vắt lấy nước cốt để uống trong vòng từ 3 đến 5 ngày nha. Tiếp theo là cái lá na này nó có cái tác dụng là kháng viêm mạnh. Một trong những cái công dụng quan trọng của cái lá mãng cầu đó là kháng viêm rất là hiệu quả. Nhờ nó có cái đặc tính này mà cái lá của nó đã còn được kết hợp với cái lá bồ công anh đó các bạn, để giảm mụn nhọt và các vết thương với sưng tấy. Tiếp theo là cái lá của nó này sẽ chữa về bong gân nữa nha các bạn. Bong gân là một cái dạng chấn thương dây chằng, có thể bị giãn hoặc là rách. Nếu không kịp thời mà chúng ta xử lý có thể dẫn đến các việc cứng khớp này, ảnh hưởng đến khả năng vận động sau này. Để cải thiện được cái tình trạng này thì chúng ta hãy giã
hỗn hợp cái lá na này, đu đủ xanh này, vôi nha, vôi tôi đó các bạn, muối, rồi chúng ta sẽ hơ nóng hỗn hợp đó. Sau đó chúng ta sẽ chườm tóc vào cái vùng mà bị bong gân đó các bạn.